nàng thơ đánh mất sự nghiệp vì ồn ào bạt tai đàn chị. Thuở còn học trong học viện hí kịch Thượng Hải, Trung Sở Hy đã trở nên nổi bật hơn bạn học nhờ nhan sắc chuẩn diễn viên màn ảnh. Sao nữ sinh năm 1993 thuận lợi học tập khoa vũ đạo rồi tốt nghiệp, sau đó dễ dàng tiến thân vào sự nghiệp nhờ sự vượt trội về ngoại hình. Trung Sở Hy được kỳ vọng là thư kỳ thứ hai. Năm 2013 đánh dấu lần đầu Trung Sở Hy đóng phim, thông qua dự án mang tên Phòng Hộ Sản Thân Yêu nhưng vẫn còn mờ nhạt. Đến khi đóng phim Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Trung Sở Hy mới bắt đầu gây chú ý, thắng giải Tân Binh Hoa Biểu. Cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ngôi sao Thành Long và được chọn đóng vai Nhất Tiểu Thiến trong phim Đại Chiến Âm Dương. Kể từ đây, Trung Sở Hy có danh xưng Long Nữ Lang hay nàng thơ của Thành Long. Thế nhưng sau Đại Chiến Âm Dương, sự nghiệp của Trung Sở Hy lại không bùng nổ, ngược lại tụt dốc không phanh. Năm 2019, Trung Sở Hy nhận bão chỉ trích vì ồn ào bạt tai đàn chị Angela Baby trong một phần chơi của chương trình Keep Running. Câu chuyện vươn lên top 1 Weibo khiến Trung Sở Hy bị tẩy chay, ghét bỏ sau một đêm. Về sau dù đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện nhưng Trung Sở Hy vẫn bị ảnh hưởng không ít. Bằng chứng là sau đó, các dự án điện ảnh của cô đều thất bại. Hai bộ phim Kiều Mạch Sinh Trưởng và Bát Nguyệt Vĩ Ương của cô đóng chính đều thất bại về điểm số chuyên môn lẫn doanh thu. Trang Sina khi ấy chê bai diễn xuất của Trung Sở Hy nhàm chán, một màu, chỉ biết khoe nét đẹp chứ không biết hóa thân nhân vật. Truyền thông khi ấy còn gọi cô là thất bại của Thành Long. Trung Sở Hy thụt dốc,